Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, quá gì nữa. Người Mông toàn ly Mỹ, nếu mà họ ly tên vàng toàn ly Mỹ vàng thôi. Ờ. Ờ. Cái ông nào tên vàng mà họ ly là hầu như là ly Mỹ vàng hết. Còn còn họ vư vư xeo bó. Phải không? Ừ. Nay nay nóng nhỉ, trời nóng. Nóng quá. Không biết có mưa được. Cái chi này? Nó cắt ở cái trên chuối này khó. Cắn mặt. Em đây. Con chỉ xuất ấm. Một số men non thì chỉ cho là nhớ hâu gì á. Ủa mẹ có gì? Ủa mẹ có gì? Ủa mẹ có gì? Sao? Sao? Ừ. Nếu mà thừa thì mình quấn nó vào gạch. Cái sắt á? Sắt là chắc chắn uốn vào gạch rồi. Khi mà cái thanh dầm trên này, chắc chắn là phải bẻ cong để cho nó vào gạch xong đủ một lớp xi rồi. Cái đấy ít nữa làm đến đấy anh sẽ trực tiếp vào anh bảo. Cái sắt còn nhiều không? Sắt, sắt cây sắt này. Ừ, sắt này này. Thì là đây là dùng hết 1, 2, 4 thanh đúng không? 4 thanh là còn 6 thanh đúng không? Còn lại 6 thanh. Thì đây cái này xây thì là xây ở sáng mai mấy giờ làm bắt đầu làm? 7 giờ. 7 giờ, 7 giờ mai lại có việc. Không vào được. Mày không có điện thoại gọi video nhỉ. Thế mai anh Chứ xem, anh Chứ vào được thì bảo anh Chứ vào. Đâu đi ra lên xem vật liệu nào. Cát xi còn nhiều không? Đây, đi, đi lên xem nào. Cái nấy là dùng hết đổ cái dầm này hết bao nhiêu bao xi rồi? Cái dầm nấy đấy. Vâng. 4 bao. 4 bao rồi à? Thế là vẫn còn 19 bao. Đây là cái này em cất vào đi. Xi này. Cái này. Chuyển vào đây. Ờ, chuyển vào đi, che đi. Che nó để đây cũng được, che vào. Không, cho vào đống đi, để linh tinh, không đuổi linh tinh không. Đây là 2, 4, 5, 10, 15, 17, còn 19 bao. Đi về à anh? Đi về à? Vâng. Rồi nhá. Có gì à, mấy anh em à, ngày mai qua giúp bó làm nhá. Ờ, à, mai em không vào được đâu. Mấy anh em có gì giúp nó. Mai kiêng mình. Phải ra vào nhá. Ừ. Chắc chắn là phải vào rồi, các anh làm em phải vào xem các anh làm xây như thế nào chứ. Vâng. Đi về đi nhá. Vâng. Chào anh nhá. À. Cất cái khung cửa đi. Tí cất cái khung cửa đi. Mưa nắng thì cong vênh thì lúc khó làm. Nắng nó cong. Bí. Cái bí này để cho lợn hay làm gì mà vứt linh tinh thế hả bó? Bí này để cho lợn. Thế em vứt gọn vào đi. Để thợ làm vật liệu chứ nó không bị vướng. Đây là cánh cửa nhỏ bên cạnh đây đúng không? À cửa chính đây đúng không? Để đấy à? Có gì che không? Mai dùng rồi. Mai dùng luôn rồi gì? Mai là mình dựng lên luôn. Ừ, ở đây nó không bị nắng mưa. Được, được. Ừ. Hôm trước anh bảo mày lấy cái cửa sổ to thì không lấy. Ừ, thì cái nhà... Mày bảo nhà bé muốn dùng cửa sổ bé gì? Nhà mày không bé đâu, 60 mét vuông đấy. Anh muốn cửa sổ to ở cho nó thoáng. Rồi, quyền quyết định của mày. Nói vậy thôi, chọn rồi. Mua vào
Đây nước à? Nước này kéo đâu về? Kéo ở nhà ông mua về. Nhà ông mua. Tiếp tận đầu xóm. Đúng rồi. Chúng hay đổ vật liệu ấy đúng không? Đúng rồi. Sắp hết nước rồi này. Nước thì có lúc thì có lúc thì không. Nếu mà nước nó không chảy về thì đi lấy đâu? Ừ, nước không chảy về là mình lái xe máy đi thổ về. Đi thổ á? Ừ, đi thổ dưới nhà ấy. Ở tích dưới ở điện chừa đi. Cái chỗ bà nhà đám ma.